giải mã hiện tượng vì sao bướm lại bay vào đậu trên bàn thờ. Hiện tượng con bướm bướm lạ bay vào nhà và đậu trên bàn thờ người đã khuất không phải là hiếm gặp. Một số người cho điều đó là bình thường, nhưng cũng không ít người tin rằng nó chứa nhiều điều bí ẩn. Thỉnh thoảng nếu để ý, bạn sẽ thấy có những con bướm bay vào trong nhà bạn. Một số người cho điều đó là bình thường, nhưng theo các chuyên gia về tướng số, việc bướm xuất hiện trong nhà là một điểm báo trước cho bạn và gia đình. Mặc dù khoa học chưa thể lý giải được vì sao lại có hiện tượng này, nhưng trong văn hóa dân gian, chuyện bướm bay về đậu trên bàn thờ của người đã khuất là có thật. Điều đó đã từng được báo chí đăng tải thông qua sự kiện bướm bướm lạ bất ngờ bay về đậu trên bàn thờ nhân ngày giỗ đầu của siêu mẫu Duy Nhân, hay một con bướm nhỏ màu đen đậu trên mâm đồ cúng khi dàn nghệ sĩ về quê tổ chức đám giỗ cho diễn viên Lê Công Tuấn Anh. Theo các chuyên gia nghiên cứu về tâm linh, bướm thường được ví như điểm kết nối giữa sự sống và cái chết. Quá trình sinh trưởng từ một con sâu bướm xấu xí thành một con bướm xinh đẹp cũng giống như hành trình của một đời người từ khi sinh ra, lập gia đình đến khi chết đi, chôn cất, sang cát. Nhiều người còn tin rằng bướm là một linh hồn vì loài bướm lúc nào cũng bay chập chờn như linh hồn người chết đang còn vương vấn trốn dương gian. Dân gian còn cho rằng người cõi âm thường vô hình thể nên họ mượn phần xác của bướm để bay về dương gian hưởng hương hỏa. Và đó cũng lý giải vì sao chúng ta vẫn thấy những con bướm bí ẩn thường xuất hiện trên bàn thờ của người đã khuất vào những dịp lễ. Quan niệm tâm linh còn cho rằng khi một con bướm bay vào nhà bạn vào buổi sáng thì đó cũng là một điềm lành. Chúng báo hiệu nhà bạn sắp có khách quý ghé thăm, có quý nhân phù trợ. Nếu con bướm có màu sắc tươi sáng, nghĩa là người đó sẽ mang lại tin tốt liên quan đến tình yêu của bạn. Còn nếu con bướm là màu xám, gần như đen, người đó sẽ mang lại cho bạn tin tốt liên quan đến nghề nghiệp hoặc công việc kinh doanh. Bạn đừng bao giờ tìm cách xua đuổi những con bướm này ra khỏi nhà, bởi vì chúng chỉ mang lại tin tốt lành. Bạn cũng đừng cố gắng bắt hay giết bướm, vì như thế là đang triệt tiêu may mắn của chính mình và những người thân yêu. Trên thế giới, hình tượng bướm bướm cũng được tôn trọng tuyệt đối. Người Nhật đối xử với những chú bướm bay vào nhà mình rất đặc biệt, vì họ nghĩ rằng đó là những người thân yêu hoặc người bạn đến thăm họ trong hình dạng bướm. Cũng như thế, đối với người Israel, vào thế kỷ 16, chính quyền ra lệnh cấm giết bướm do quan niệm rằng đó là linh hồn của những trẻ em không may chết sớm. Ở một số quốc gia vùng Nam Mỹ, thậm chí còn tin bướm bướm là dấu hiệu của sự hồi sinh. Họ tin vào vòng đời của bướm bướm là một bước chuyển hóa mới trong kiếp sống của con người. Tuy nhiên, một vài quốc gia hiếm hoi cũng coi bướm là điềm báo cho cái chết, đại diện cho thế giới âm. Khi một con bướm xuất hiện vào ban đêm cũng đồng nghĩa với việc cái chết đang cận kề bên bạn. Điều này cũng giống với truyền thuyết về loài chim lợn và cú mèo. Tuy chưa có một giả thuyết khoa học nào ghi nhận về tính đúng đắn của các hiện tượng trên, nhưng dựa vào các sử sách văn hóa cổ đại, người ta tin rằng bướm bướm là hiện thân của một thế giới siêu thực mà con người mãi mãi không bao giờ khám phá được. Cảm ơn bạn đã ghé thăm bản tin của chúng tôi. Mời bạn nhấn nút đăng ký để cập nhật tin tức mới nhất nhé.